Con xin kính chào quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em. Kính mời quý cụ, quý ông bà, anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa thứ sáu tuần 3 mùa vọng, ngày 22 tháng 12 năm 2023. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, chúng ta đã được đón mừng đại lễ Giáng sinh, mừng ngôi hai con Thiên Chúa xuống thế làm người. Chúng ta cùng lắng nghe tin mừng ngày hôm nay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Maria nói rằng: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa và thần trí tôi hoan hỷ trong Thiên Chúa đấng cứu độ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn nữ tỳ của Chúa. Từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại và danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời này đến đời kia dành cho những ai kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai lòng trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng rồi trở về nhà mình. Chúng ta cùng nhau ôn lại lời Chúa ngày hôm qua, thứ năm, 21 tháng 12 năm 2023. Con và quý ông bà anh chị em chúng ta đã chia sẻ với nhau ba ý. Ý thứ nhất, bà Maria lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Juda. Đức Maria vội vã đi đến để giúp đỡ người chị em. Thì mỗi người chúng ta hãy noi gương mẹ cũng biết đi đến để giúp đỡ những người anh chị em đang cần đến chúng ta. Ý thứ hai, bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này. Chúng ta cũng hãy rước mẹ, đón mẹ vào trong lòng chúng ta, trong gia đình của chúng ta, để khi mà chúng ta có Đức Mẹ là chúng ta có Chúa. Ý thứ ba, em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Mẹ Maria được xem là người có phúc vì mẹ đã tin, mẹ đã để cho cuộc đời của mình, cho thánh ý của Chúa, cho Chúa hoạt động. Chính vì thế, chúng ta cũng hãy để cho Chúa làm, để cho cuộc đời của chúng ta cũng thật có phúc như là mẹ Maria. Đó là ba ý mà con cũng đã chia sẻ với quý cụ, quý ông bà anh chị em ngày hôm qua. Chúng ta cùng nhau chia sẻ tin mừng ngày hôm nay, ngày thứ sáu. Hôm nay đó là lời ca ngợi của mẹ Maria, lời tung hô chúc tụng Chúa của mẹ Maria. Và con cũng có ba ý muốn chia sẻ với quý cụ, quý ông bà anh chị em. Ý thứ nhất con lấy từ câu lời Chúa: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Mẹ Maria đã khen ngợi Đức Chúa. Chúng ta cũng hãy noi gương của mẹ, luôn biết ca tụng Chúa khi vui cũng như lúc buồn. Chúng ta ca tụng Chúa khi chúng ta gặp điều lành, và cả khi chúng ta gặp điều dữ, chúng ta cũng nói những lời ca tụng Chúa, vì Chúa luôn quan phòng cuộc đời của chúng ta. Nếu Chúa không muốn thì chẳng có điều gì có thể xảy ra được. Mẹ Maria đã ca tụng Chúa vì đấng cứu thế, Chúa là đấng cứu độ dành cho mẹ. Đấng cứu độ là đấng đã cứu chúng ta thoát khỏi cái chết vì tội lỗi của chúng ta và cho chúng ta được hưởng hạnh phúc với Chúa. Xin cho cuộc đời của chúng ta cũng cảm nhận được rằng chúng ta rất cần đấng cứu độ, vì chúng ta là phàm nhân tội lỗi, chúng ta cũng sẽ chết trong tội nếu không có đấng đến cứu độ chúng ta. Đấng cứu độ chúng ta chính là Đức Giêsu, con của mẹ. Chính vì thế mà mẹ càng vui mừng và ngợi khen Thiên Chúa đã quá tốt lành với con người, cách riêng với mẹ Maria.
Chúng ta mong Chúa Giêsu là đấng cứu độ của cuộc đời của chúng ta, là đấng cứu độ cả vũ trụ này. Ý thứ hai con muốn chia sẻ với quý cụ, quý ông bà, anh chị em, đó chính là phận nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Mẹ Maria luôn khiêm tốn để nhận ra cái thân phận phàm nhân hèn mọn của mình, dù mẹ được đầy ân sủng của Chúa. Chúng ta không tốt như mẹ, chúng ta lại càng phải nhận biết cái thân phận của mình hèn mọn nhiều hơn. Cuộc sống của chúng ta thì chúng ta thích quyền thế, thích danh lợi. Đây là hai con quỷ mà chúng ta khó có thể cưỡng lại. Nhưng chúng ta, khi mà chúng ta ý thức mình dễ mắc bẫy, hai cái bẫy của ma quỷ, để rồi chúng ta cậy quyền háo danh, thì điều đó là không tốt. Xin cho bản thân mỗi người chúng ta đừng ham quyền, đừng háo danh, đừng cậy quyền với anh chị em của mình. Xin cho chúng ta luôn nhận ra mình là một kẻ hèn mọn, tội lỗi. Chỉ có một điều cần cho con thôi, đó chính là Chúa. Chúng ta cần Chúa trên tất cả mọi sự. Và Chúa cũng sẽ ra tay với những ai nhận biết mình hèn mọn. Bởi vì chúng ta có biết mình hèn mọn thì chúng ta mới cần Chúa. Thấy mình cao sang thì chúng ta chắc chắn chúng ta không cần Chúa nữa đâu. Bản thân của mẹ Maria biết mình hèn mọn nên mẹ mới cần Chúa, và mẹ đã để Chúa thực hiện ý Chúa trong cuộc đời của mẹ. Ý cuối cùng con muốn chia sẻ với quý cụ, quý ông bà, anh chị em, đó chính là kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Có rất nhiều người còn đang đói nghèo về vật chất. Chúng ta có thể không đói nghèo về vật chất, nhưng chúng ta đói nghèo về ơn Chúa. Nếu chúng ta biết mình đang đói nghèo về ơn Chúa, thì chúng ta sẽ khao khát ơn Chúa và Chúa sẽ làm cho chúng ta no thỏa. Xin cho chúng ta đừng lấy của cải làm no đủ, vì như thế chúng ta sẽ trắng tay trước mặt Chúa. Xin cho chúng ta sẵn sàng đánh đổi mọi thứ, đánh đổi đến đói nghèo tất cả, để chỉ đón nhận ơn lành của Chúa thôi. Chúng ta sẽ trở nên giàu có trước mặt Chúa. Một người giàu có sẽ sẵn sàng chia sẻ hết của cải của mình và trở thành nghèo. Người dám đánh đổi mọi thứ để có nước trời mới thực sự là người giàu có đời đời. Con xin cảm ơn sự lắng nghe của quý cụ, quý ông bà, anh chị em.